chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú kính trân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học thắng pháp hôm nay, bài 40, phát yếu bất thiện, về lục cái và thất tiềm miên, chúng con cùng thỉnh thượng tọa Đắc Đẳng Từ Bi giảng nhập bài học. Nam mô Bích Thầy nhờ. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ ở trong các tôn giáo, riêng về Phật giáo, có một cái hình thức giảng dạy về giáo lý đó, khác với những tôn giáo khác. Đó là sự giảng dạy mang tính khoa học. Một pháp được biết với nhiều cái khía cạnh khác nhau, về trạng thái, về vai trò, về những nhân cực thiết. Thậm chí là như chúng ta học trong phần tốt yếu về tương tập ở đây thì quý Phật tử sẽ thấy rằng cũng phiền não đó mà khi được gọi là cái lực đẩy của trầm luân sanh tử thì mang gọi là dục bộc hữu bộc vân vân. Nhưng mà khi đề cập đến cái tính cách gọi là ngăn che, những cái thiện pháp thì chúng ta gọi pháp cái chứ dục cái. Nhưng mà khi đề cập đến cái khả năng để mà tiềm ẩn lặn sâu trèo cao, nằm ở trong những cái hình tướng gọi là ẩn hình thì chúng ta gọi là tiềm miên. Một điểm mà người học rất cần học là đôi khi chúng ta phải tự đặt một câu hỏi rằng tại sao gọi là bộc lưu, tại sao gọi là cái, và tại sao gọi là tiềm miên. Chúng ta đừng nghĩ là chỉ có một chi pháp như vậy là chúng ta hiểu rồi, không phải. Và một điểm khác mà chúng ta cũng cần phải hỏi câu hỏi là tại sao nó có nhiều thứ phiền não mà chỉ có 7 pháp gọi là ngủ gầm, tại sao có nhiều phiền não mà chỉ có 6 pháp gọi là ngăn che. Những câu hỏi như vậy đó, nó sẽ cho chúng ta thấy được những cái khía cạnh rất là đặc biệt. Vì sao trong cuộc đời này có những người mà họ đi sâu vào ngành xã hội hay là khoa học, có những người đi vào chính trị, có những người có tất cả là nổi trội ở bên ngoài, có những người khác thành công ở trong cái sự tàn tương đối là kín đáo. Thì với cái nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau cho chúng ta biết thêm rõ về các pháp. Các pháp ở đây có thể là từng chi pháp ở trong một đề tài, và các pháp ở đây cũng có nghĩa là cái bản thể của các pháp. Thí dụ như là một cái tâm sở hay là cái thuộc tánh nào đó đóng một vai trò nào. Chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử khi nghe những bài học về tương tập sẽ cố gắng để nghe kỹ, và đồng thời chúng ta phải có một cái cách thế học mà chúng ta tự đặt ra những câu hỏi, và những câu hỏi này cho phép chúng ta hiểu thêm, hiểu rõ từng cái chi pháp, từng cái đặc tính của một cái tâm sở hay là thuộc tánh,
mà chúng ta vốn nghĩ rằng chúng ta học qua rồi, nhưng mà kỳ thật thì chúng ta chỉ học một phần nào trước đây, và chúng ta sẽ có nhiều dịp để trở đi trở lại với những đề tài này. Tiếp theo thì xin mời quý vị nghe bài học, và sau đó chúng ta sẽ cùng tính từ tổ từ siêu giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Sa thưa chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã giảng nhập bài học, và bây giờ con xin đọc phần chánh văn bài học Thắng Pháp hôm nay, bài 40, Đoát yếu bất thiện. Kusala tiếp theo về lục cái Chani Varanadi và thất tiệp miền Satta Nustaya. Phiền não mang nhiều hình thái và tác động. Hai liệt kê sau đây đề cập hai hiện tượng ngăn che và trèo cao lặn sâu. Chính những lúc phiền não khó nhận mặt là lúc chúng sanh dễ rơi vào hệ lụy. Sáu pháp cái trong pháp có phần sai biệt so với năm pháp cái trong kinh tạng. Riêng bảy pháp tiềm miên thì cả hai tạng đều giống nhau. Cả hai đề tài này của phiền não đều là những pháp phải được thấu hiểu và đối trị bởi hành giả tu thiền cho dù chỉ hay quán. Sáu lục cái chắc đi quá đã nà đi. Cái đi quá đã nà là che lấp, ngăn trở. Pháp cái ngăn che định và tuệ không tu chứng được thiền và đạo quả. Có sáu pháp cái. Một, dục cái. Ca mắt trần đó, đi quá đắc năng. Dục ca mắt là ngũ dục sắc thinh hương vị xúc. Dục trần đó là sự mong muốn, khao khát. Dục ca mắt trần đó là sự khao khát hưởng ngũ dục. Lòng ham muốn dục lạc ngăn che sự tu chứng thiền định, đạo quả. Chi pháp dục cái là tâm sở tham. Hai, sân độc cái. Và bà đã nì quá đắc năng. Lòng hận thù, căm phẫn ngăn che sự tu chứng thiền định, đạo quả. Chi pháp của sân độc cái là tâm sở sân. Ba, hôn thủy cái. Thì nắm mít tế hát nì quá đắc năng. Hôn thủy thì nắm mít tế hát là sự hôn trầm thủy miên, sự giả dự buồn ngủ là tình trạng thụ động của tâm, ngăn che sự tu chứng thiền định quả. Chi pháp của hôn thủy cái là hai tâm sở, hôn trầm và thủy miên. 4. Trạo hối cái. Uttahat chất quýt quốc chất ni quá đắc năng. Trạo là trạo cử. Uttahat chất một trạng thái phóng dật bồn chồn. Hối là hối hận. Quýt quốc chất một trạng thái ân hận rai rứt. Gọi chung là trạo hối. Tình trạng bồn chồn rai rứt, tâm không yên, ngăn che sự tu chứng thiền định đạo quả. Chi pháp của trạo hối cái là hai tâm sở, phóng dật và hối hận. 5. Hoài nghi cái. Quý chí kích chì hà ni quá đạt năng. Một trạng thái lẫn lự, phân vân, hoang mang, không quyết tin, ngăn che sự tu chứng thiền định đạo quả. Chi pháp hoài nghi là tâm sở hoài nghi. 6. Vô minh cái. Awicca ni ivni quá đắc năng. Sự si mê, ngu muội, không biết pháp, đáng biết như quẩn, xứ, giới, đế, vân vân là điều ngăn che tuệ quán để tỏ ngộ sự thực tướng, chứng đắc đạo quả. Chi pháp là tâm sở si. 7. Thật tiềm miên. Satta anusaya. Satta anusaya. Tiềm miên anusaya là ngủ ngầm, tức là những tánh bất thiện sâu nặng trở thành tập khí, cố tật, thói nết. Khi có nhân thích hợp thì bộc phát sanh khởi, cũng gọi là tùy miên, tiềm thùy. Pháp tiềm miên có 7 thứ. 1. Dục ái tiềm miên, kamaraganusayo, thói đam mê ngũ trần dục lạc. Khi gặp cảnh khả ái thì trỗi dậy. Chi pháp của dục ái tiềm miên là tâm sở tham. 2. Hữu ái tiềm miên, Pawaraganusayo, thói ham muốn sắc hữu và vô sắc hữu, hay ham muốn tái sanh ba cõi. Khi tạo phước hoặc tu thiền hoặc chán cảnh ngộ hiện tại thì khởi lên tâm muốn đời sau. Chi pháp của hữu ái tiềm miên cũng là tâm sở tham. 3. Phẫn nộ tiềm miên, Patikhanusayo, thói sân giận, hận thù, thành tập khí. Nên khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng
thì tâm sân sở liền. Chi pháp là tâm sở sân. 4. Mạng tiềm miên. Mà nà nút xa dù. Thói kiêu ngạo, kiêu hãnh, so sánh mình với người khác, vân vân, thành quen nết. Khi thấy người thua mình, hoặc bằng mình, hoặc hơn mình, thì mạng khởi lên. Chi pháp mạng tiềm miên là tâm sở mạng. 5. Tà kiến tiềm miên. Ditha anusayo. Thói tà kiến, chấp sai, theo thường kiến, hay đoạn kiến, vân vân, thành cố tật. Khi nghĩ đến sự kiện gì cũng chấp sai. Chi pháp kiến tiềm miên là tâm sở tà kiến. 6. Hoài nghi tiềm miên. Thói nghi đời, quan mang, không biết tin điều đáng tin, vân vân, thành cố tật. Gặp điều tốt đẹp cũng sanh ngờ vực. Chi pháp của hoài nghi tiềm miên là tâm sở hoài nghi. 7. Vô minh tiềm miên. Bản chất si mê, ngu muội, không biết cái đáng biết, vân vân, là tính cố hữu của chúng sanh phàm phu. Chi pháp vô minh tiềm miên là tâm sở si. Điều đã nói và điều sắp nói, bài đã học bài 39, tóc yếu bất thiện, akusala sangha về tứ lậu, chattaro asakwa, tứ bọc chattaro oga, tứ phối chattaro yoga, tứ phượng chattaro gantha, và tứ thủ chattaro upadana. Bài học tiếp theo, bài 41, tóc yếu bất thiện, akusala tiếp theo về thập truyền, asasamyo chattani, sanyo chattani. Biên soạn giáo trình thì theo giáo đẳng. Phần chánh văn bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh thỉnh tội tự siêu tự ghi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bích Thầy Giá, cho con chưa nghe thực thật tự siêu cầm bích ạ. Chúng tôi giảng được một đoạn cỡ quý vị chưa nghe. Nhiều quý vị nghe được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học về toát yếu tương tập. Cái phần này toát yếu bất thiện ở của Salasanga. Tuần rồi chúng ta đã học về tứ lậu, tứ bộc, tứ phối, tứ phượng, tứ thủ. Hôm nay chúng ta chỉ học hai cái đề pháp là lục cái, đi quát nát và thất tiền miên, anusaya. Kính thưa quý vị, đọc ở trong kinh tạng đó,
thì chúng ta nghe nói đến năm triền cái. Nó có thêm chữ triền. Nhưng ở trong Tăng Pháp thì chữ Nivarana chỉ dịch đơn độc một chữ là chữ cái. Chữ cái là ngăn che. Vì chúng ta nghe cái chữ Tràng Phan Bảo Cái, gọi là cái bảo cái, tức là những cái tượng Phật Lộ Thiên đó, ở phía trên đầu, che ở phía trên cái tượng, người ta làm một cái bảo cái. Nếu mà di động thì chúng ta gọi là cái lộng. Người ta có thể xách đi chỗ này chỗ kia, gọi là cái lộng. Còn nếu mà cố định, chỉ có cái cột ở phía sau lưng đưa lên rồi nó có cái cần ngã về phía trước ở trên đầu của tượng Phật, thì chúng ta gọi là bảo cái. Thì cái chữ cái có nghĩa là che. Chữ đi qua ngắt, nó xuất phát từ cái động từ đi qua rê tí. Có nghĩa là ngăn ngại hay là làm trở ngại. Thì ở đây cái pháp cái có nghĩa là cái pháp mà nó ngăn ngại, nó che lấp định và tuệ. Không tu chứng được thiền và đạo quả. Ở trong kinh tạng thì chỉ có nói đến năm cái pháp cái thôi, tức là dục dục cái, sân độc cái, hung thủy cái, trào hóa cái, rồi hoài nghi cái. Còn ở trong Thắng Pháp thì nói đến sáu, là thêm cái vô minh cái. Điều này có nghĩa là trong kinh tạng Đức Phật là nói phổ thông, những cái phiền não nó ngăn che thiền định, thì nói đến năm cái pháp cái. Còn trong Thắng Pháp thì dù cho dẹp được năm triền cái vắng lặng, năm triền cái chế ngự, năm triền cái chứng đạt được cái thiền hiện thế sắc giới, vô sắc giới đi nữa, nhưng mà vẫn chưa đắc được đạo quả tu đồ quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, nếu như vô minh cái chưa có được đoạn trừ, chưa có được xua tan, bóng tối vẫn còn che khuất.
Cho nên khi mà kể về cái pháp ngăn che, pháp chướng ngại tinh thần, thì ở trong thắng pháp kể luôn vô minh cái. Tức là phiền não mà che đậy cái trí tuệ đạo quả. Ở đây năm sáu thiện cái, sáu pháp cái này, kamachanda nivarana dục dục cái, dục dục kama là chỉ cho sắc thinh hương vị xúc. Rồi ở phía sau cái chữ đó kamachanda, chữ chanda ở đây tức là cái sự ước muốn. Khi một người có còn cái sự mong muốn về sắc đẹp tướng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì cái sự mong muốn đó sẽ làm cho trở ngại tinh thần, sẽ không có tu thiền được. Bởi vì tu thiền là phải ly dục, khi mà đắc được sơ thiền đó là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, ly dục ly bất thiện pháp sanh. Cho nên chính đi cái sự ham muốn dục lạc nó là ngăn che thiền định. Trong cái thiền đó có cả thiền chỉ và thiền quán. Và được Đức Phật này ví dụ giống như nước mà nó có màu, khi mà nước trong vắt thì mình thấy được cái đáy hồ, còn nước mà bị pha màu thì không thể thấy được. Trong Tăng Chiêu Kinh Đức Phật này ví dụ giống như là nước pha màu. Thứ hai, sân độc cái. Một cái trở ngại tinh thần đó là cái sự thù hận, cái sự sân giận. Một người mà hành thiền mà không dẹp bỏ được cái lòng thù hận thì không thể nào mà toàn tâm toàn ý để chánh niệm trên địa mục. Cái sự thù hận nó sẽ làm cho cái tâm bực bội, khó chịu, bất an. Cho nên cái pháp này là cái pháp mình che, nó che lấp. Cái chánh niệm, chánh định. Cái pháp cái thứ ba đó là hôn thủy cái, được ghép bởi hai cái loại phiền não gọi là thiên ác, là hôn trầm và mít thác là thủy miên. Hôn trầm và thủy miên cho nên gọi chung là hôn thủy để cho nó gọn.
Nhưng mà trong tiếng Pali, cái thành ngữ này, cái cụm từ thuật ngữ này cũng vẫn là thi nó mất thác ni qua nát. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta tu thiền, chúng ta hành thiền, có một cái thứ phiền não mà nó che lấp, làm cho chánh niệm không sinh khởi được. Chánh niệm không có thì chánh định cũng không có. Mà cái thứ phiền não đó, đối với một vị hành giả tu thiền thì phải xem như là một cái chướng ngại tinh thần, chứ đừng có xem thường cái phiền não đó. Tức là cái sự buồn ngủ giả dự, cái sự giả dự buồn ngủ, cái trạng thái giả dự buồn ngủ thưa quý vị, thế thường ở bên ngoài thì người ta cho rằng cái sự buồn ngủ nó đâu phải là một cái điều ác. Đồng ý, nó không phải là một điều ác, nhưng mà nó là một pháp bất thiện. Quý vị cứ tưởng tượng ra là chúng ta muốn đọc kinh, muốn nghe pháp, hay là chúng ta muốn hành thiền mà cái tâm nó quỷ quải, rồi ngồi đâu ngục đó đó, thì làm sao mà chúng ta lãnh hội được pháp? Khi chúng ta học pháp, nghe pháp, làm sao chúng ta có thể hành thiền được? Cho nên ở đây hôn thủy nó là một cái phiền não thấy bình thường, nhưng mà không có bình thường chút nào hết. Nó rất nguy hiểm, nó rất khó chịu. Cái đó là hôn thủy cái. Không phải chỉ có trở ngại trong cái việc mà tu tiến thiền định đâu, mà ngay khi cả chúng ta đang làm việc gì cũng vậy. Quý vị lái xe mà quý vị bị hôn trầm thủy miên, cái trạng thái buồn ngủ, cái trạng thái giả dự buồn ngủ thì rất là nguy hiểm. Nó sẽ làm lạc cái tay lái và có thể xảy ra cái tai nạn giao thông khi mà chúng ta giả dự quỷ quải và ngủ gục. Còn nói chi là cái việc mà chúng ta tu tập thiền định, nó là một chướng ngại chẳng những như pháp hành mà luôn cả pháp học. Khi những lúc mà chúng tôi viết bài, soạn bài cũng vậy, dạy học cũng vậy, hãy khi mà nó bị hôn trầm chi phối, thì lúc bây giờ cái trí tuệ nó không có phát triển được, nó không có sanh lên được, nó không có linh hoạt được. Cho nên khi mà nói đến cái pháp hôn thủy cái thì ở đây chúng ta biết nó cũng khá nguy hiểm. Rồi thứ tư là gọi là trạo hối cái, là ghép hai từ uttacca là trạo cử hay phóng dật, và hối hận. Và cucuccha hai cái này nó khác hơn hôn thủy cái một chút. Hôn thủy cái là hai cái tâm sở mà nó đi cặp kè với nhau, nó thuộc về hôn phần, hôn trầm và thủy miên. Nhưng mà trạo hối đó thì một cái thì trạo cử hay phóng dật uttacca thì nó thuộc về cái nhóm mồ
bốn cái tâm sở si phật, si vô tàng nguyên phóng dật, hay là cạo khử của thầy chắc. Và hối ở đây là một trong bốn cái sân phần, sân tật lẫn hối. Chữ hối là chữ khúc của chắc. Nhưng mà tại sao hai cái này nó ghép lại được? Thưa quý vị, đặc tính của trạo cử và hối tiếc đó, nó có cái đặc tính là cái tâm phân tán, cái tâm bị rối loạn. Cái uttacca là cái tâm nó bị phân tán theo cảnh, nó không có tập trung được trên cảnh. Còn cái cốt của chá là nó bị phân tán bởi vì nó có cái sự nối tiếp dai dứt. Vì vậy mà cái hối nó thuộc nhóm sân phần, nhưng mà đặc tính của nó cũng là phân tán, làm cho tâm phân tán, không có định được, không có an trú được. Còn hôn trầm thủy miên, hôn thủy, hôn hôn thủy cái, cái pháp này nó che, nó ngăn che tâm định, nó khó cái trạng thái là nó thụ động lưu sụp, hay là nó u lì, bởi vì cái nó chung cái trạng thái gọi là mơ màng. Cho nên hai cặp, cặp hôn thủy và cặp trạo hối, hai cặp nó có hai cái đặc tính. Một là cái trạng thái u lì, thụ động. Còn một á, trạo hối thì nó có trạng thái là phân tán, tán loạn. Thì cả hai cái trạng thái này nó đều là pháp cái. Chúng ta thấy đó là cái phiền não thông thường người đời đó, thì họ thấy cái chuyện đó đâu có gì là quan trọng, đâu có gì là nguy hiểm đâu. Bởi vì con người khi mà quể quải thì nó bị buồn ngủ, đâu có chuyện gì lạ. Hay là một người một cái tâm bị phân tán, khó tập trung, thì cái chuyện đó cũng là lẽ thường. Nhưng mà thưa quý vị, đối với một vị hành giả tu thiền thì xem hôn thủy và trạo hối là những cái thứ phiền não, nó tạo nên cái sự phiền phức lắm. Chúng ta tu tập mà bị hai cái đó nó chướng ngại rồi, hai cái trạng thái, hai cái pháp cái hôn thủy và trạo hối mà chi phối, thì mình không bao giờ mình đạt được kết quả, không bao giờ đạt được kết quả cái việc mà tu tiến. Thứ năm gọi là quậy duy cái. Người hoài nghi nó thuộc về một cái trạng thái mà Đức Phật gọi là chì tục cái lá, là tâm quan vu. Khi mà mình đi trong cái cuộc hành trình mà mình không có biết rõ cái đích đến
là chỗ nào? Và không biết được cái địa chỉ hay có con đường để đi, đi trong cái tâm trạng gọi là hoang mang. Mình không có cái sự phấn khởi để đi, không có sự hứng thú để đi. Cũng vậy, một người tu tập, vị hành giả tu tập mà cái tâm còn hoang mang, không có biết tin Đức Phật, không có biết tin giáo pháp, không có biết tin tăng chúng, không có biết tin về tâm học, còn cái tâm quan mang như vậy đó, thì không thể nào mà tiến hóa được. Đó là do cái tâm hoài nghi. Năm cái pháp cái vừa kể đó, thì Đức Phật Ngài ví dụ như năm cái thứ nước mà nó làm cho đục, làm cho không thấy đáy hồ được. Dục dục cái như là nước có màu, sân độc cái giống như là nước mà nó bị sôi lên sùng sục, nóng, nó sôi lên, nó sôi tim. Hôn thủy cái thì cũng giống như nước bị đông rong. Còn trạo hấu cái giống như nước mà dễ sống. Hoài nghi cái thì nó giống như là nước bùn, nước mà quẩy bùn lên. Còn vô minh cái này thì chúng ta khó mà dứt trừ được cái vô minh cái. Đạt đến cái trình độ cao thì mới dẹp được cái vô minh cái. Còn như chúng ta cái trình độ của vị hành giả thông thường thì chúng ta chỉ cần dẹp, làm cho lắng yên năm cái pháp cái đầu tiên cũng được rồi. Cái đó chúng ta chứng thiền được rồi, sau đó hạ hồi phương giải. Vô minh cái ở đây tức là trạng thái si mê, không hiểu biết. Cái sự không hiểu biết này đó, tức là không biết cái đang biết. Như là không biết được cái bản chất của pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Họ không biết được khổ, khổ tập, khổ diệt đạo. Họ không biết rõ gì. Vô minh cái cũng giống như bóng đêm. Chúng ta ví dụ như là bóng đêm. Khi mà đi trong đêm tối thì vì không thấy được cho nên chúng ta phải dò được. Thì ở đây có trường hợp người ta đặt lên cái câu hỏi, người ta đưa như thế này: tại sao ở trong cái pháp duyên sinh đó là vô minh duyên hành, avijja paccaya sankhara, hành ở đây là nghiệp hành, kamma sankhara, kamma sankhara hay là avisankhara, là phi phúc hành. Vô minh nó trợ cho, nó thúc đẩy cho cái hành động bất thiện, tạo nghiệp bất thiện, thân ác, khẩu ác, ý ác. Nhưng mà vô minh vẫn trợ tạo cho phúc hành, punya visankhara, là thiện dục giới, thiện sắc giới. Và vô minh nó cũng trợ cho, trợ tạo cho cái bất động anicca, anicca sankhara, phi sankhara. Thì ở đây chứ, các ngài có thí dụ như thế này: không biết
Không phải thấy vô minh là bất thiện rồi cứ nghĩ rằng hễ mà vô minh nó chi phối thì tạo cái bất thiện không. Thưa quý vị, ở trong cái cuộc luân hồi này đó, chúng sanh bị vô minh nó che lấp, nó vẫn được tạo cái thiện, thiện hiện thế. Chúng ta ví dụ như là một người đi trong bóng đêm, mặc dù không thấy đường, nhưng mà ta có khi thì cũng đi lạc đường, nhưng mà cũng có đôi khi anh ta quen thuộc, anh ta đi bằng quán tính, anh ta cũng đi đúng đường vậy. Đi trong đêm tối thì đúng đường. Hoặc thí dụ như một anh chàng mù, người mù họ có thể họ đi tới đi lui ở trong nhà, ra trước ra sau, ra trước nhà ra sau nhà, nhà mà họ quen thuộc thì họ cứ đi thôi, mặc dù họ không thấy đường. Có khi thì đúng, có khi thì sai, có đôi khi đúng khi sai. Cũng vậy, vô minh nó thể là cái pháp bất thiện, cái pháp thiện thì thế, thì vô minh nó chi phối, nhưng mà cũng có khi làm cái thiện nghiệp, nhưng mà tạo cái thiện nghiệp với cái mục đích khác. Ví dụ như trường hợp chúng vì vì vô minh chi phối, nó không thấy được cái tội lỗi, không thấy được cái sự nguy hiểm của ác nghiệp, cho nên nó mới có hành động ác bất thiện pháp, thân sắc sanh, trộm cắp tà dâm, khẩu nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích, ý tham, ác sân ác, tật kiến ác. Nhưng mà cũng có trường hợp một chúng sanh bị vô minh chi phối, họ không thấy rõ được pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Họ luôn luôn thấy cuộc đời là tịnh, là đẹp. Cho nên do cái thường cận y duyên ở quá khứ hoặc là hiện tại, do vì họ thấy người khác làm, họ bắt chước theo, hoặc là họ được nghe pháp, họ cũng biết chút ít, họ nghĩ rằng là nếu muốn được sự an vui, hạnh phúc ở đời sau, làm trời, làm người, làm phẩm thiên, thì ngay trong hiện tại phải làm cái việc thiện. Rồi họ bố thí, họ trì giới, họ hành thiền. Họ bố thí rồi họ có sự thỏa thích theo cái quả của sự bố thí. Trì giới họ thỏa thích theo cái quả của sự trì giới. Họ hành thiền họ thỏa thích theo cái lạc của pháp thiền, hay là cái mục đích của họ là họ khao khát cái sự tái sanh ở trong cõi phạm thiên, vân vân. Nhưng mà họ bị vô minh là ở chỗ là họ không biết được rằng dầu sanh cõi người, cõi trời hay cõi phẩm thiên thì vẫn bị khổ đau, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Họ không hiểu được chỗ đó. Cho nên cứ làm phước họ nguyện đi. Làm phước họ nguyện, nguyện sanh được cõi đó. Thì như vậy đó được gọi là phúc hành và bất động hành bằng bằng vô minh. Phụ mình chi phục. Cho nên cái điều này cũng dễ hiểu thưa quý vị, không có khó. Nói đến thiền định, cái trạng thái thiền định hay quả thì khó là tại vì chúng ta chưa chứng. Còn khi mà nói đến cái trạng thái mà bị phụ mình chi phối mà làm việc thiện đó, thì chắc có lẽ là đa phần chúng ta đều như vậy. Chúng ta thích thú đời sau, chúng ta quan hỷ với quả báo đời sau, vì chúng ta không nhận thức được khổ của nguyên nhân sanh khổ, cho nên chúng ta cứ làm phước, chúng ta nguyện chấp nối luân hồi hoài. Đó cũng là do vô minh chi phối.
Bây giờ chúng ta lại nói đến cái pháp tiền miên. Chữ tiền miên hay là chữ tùy miên, nhưng mà chúng ta dịch cái chữ tùy miên là chữ anú. Anú là tùy, là theo đó. Thì nó đúng chữ anú sẽ giác, nhưng mà nó không mặn mà với cái nghĩa lắm. Nghĩa không mặn mà lắm. Còn chữ tìm, tìm miên là ngủ ngầm, tìm là tìm ẩn. Cho nên chữ anusaya vậy là cái phiền não tìm ẩn. Ở đây chúng ta có bảy cái pháp tìm ẩn, cái phiền não tìm ẩn. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng là nó giống như là cặn trà ở trong cái ly trà. Bởi tất cả các pháp đều là vô ngã, nó không có. Nó hiện khởi thì hiện khởi, mà nó không có một cái gì nó tồn tại. Nó ẩn chứa ở trong lòng, không phải. Thế nhưng gọi là tiềm ẩn ở đây có nghĩa là khi mà trở thành cái thường cận y duyên, thành cái cốt tật, thành cái thói quen, thành cái tập khí, nếu khi gặp cảnh thích hợp thì phiền não đó nó lại phát sinh lên. Thì cái trường hợp này chúng ta gọi là tìm đi. Chúng sinh cái phiền não dục ái, phiền não hữu ái, nó ngủ ngầm, cũng là tham. Cái sự tham muốn ở trong dục lạc ngũ trần, cái này nó tìm miên. Có người thì họ ưa thích sắc đẹp, có người ưa thích tiếng hay, có người ưa thích mùi thơm, có người ưa thích vị ngon, có người ưa thích xúc lạc. Cái đó chúng ta gọi là dục ái tìm miên. Bởi vì khi còn phàm phu, dầu cho chúng ta có cái sự chế ngự, nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta không ham thích sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Không phải. Tại vì chúng ta chưa gặp cảnh đó. Chưa gặp cảnh đó là chúng ta bị quyến rũ, bị quyến rũ liền. Nếu như chúng ta chưa phải là bậc A-na-hàm thì cái dục ái tìm miên nó vẫn còn. Còn nếu chưa phải là bậc A-la-hán thì hữu ái tìm miên vẫn còn. Tức là ái sắc, ái hữu sắc. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta tạo phước, thì cái tư tưởng đầu tiên là chúng ta nghĩ đến cái chuyện mình làm phước này nguyện đời sau mình sẽ như thế này, thế này. Cái đó gọi là hữu ái tìm miên. Luôn luôn là gì? Còn những người như con đã ông con trai lớn lên, khi mà gặp cái cô gái đẹp thì khởi lên cái sự thích thú, cái đó gọi là dục ái tìm miên. Hay là một người họ thích âm nhạc, trong cái tiềm thức của họ, trong cái tư tưởng của họ là họ thích. Cho nên có người khi mà họ nghe tiếng nhạc, tiếng sáo hay là nghe tiếng ca, tiếng hát thì họ mê, mê ly. Thì như vậy cái đó gọi là dục ái tìm miên. Thật ra
dục ái hữu ái là tham đó, luôn luôn nó đối với phàm phu chúng ta có sự ngủ ngầm, gặp cảnh thì khởi lên. Thứ ba gọi là phẫn nộ tìm đi, tức là cái lòng sân hận. Không phải dễ, nếu chúng ta không phải chưa đạt tới cái quả vị a na hàm thì cái tâm sân nó còn ngủ ngầm thưa quý vị. Bình thường chúng ta vui cười vậy đó, thấy người dễ tánh, cởi mở, nhưng mà cái đó là chúng ta chưa gặp cái hoàn cảnh ngang trái, nghịch lòng. Nếu mà chúng ta gặp cái nghịch cảnh đó, chúng ta có sự kham nhẫn được, là nó không có bộc lộ ra cái lời nói hay cái hành động thô tháo, nhưng mà trong tâm nó cũng khởi lên cái sự bực bội, cái sự khó chịu. Cái đó gọi là phẫn nộ tìm đi. Chúng ta phải tự thú trước bình minh thưa quý vị. Con người chúng ta ai cũng dễ nổi nóng hết. Chúng ta cũng tự thú trước, chúng ta cũng nóng lắm. Biết là biết gì, kềm chế là kềm chế như vậy, để nó không có văng tục ra bên ngoài, không có nói những lời chửi mắng ở bên ngoài, không có đánh đập giết hại chúng sinh khác khi mà mình bực tức. Nhưng mà đều gặp cái cảnh nghịch thì cái tâm mình nó cũng bực bội, nó cũng bất an lắm thưa quý vị. Cái phẫn nộ thì điên, thật sự ra không ai mà khó lắm. Cho nên đừng bao giờ chúng ta nói là tôi tu tập riết rồi tôi không ưa thích cái gì hết. Nói như vậy là chúng ta coi chừng khoe pháp bậc công nhân chưa chứng, dục ái thì miên, hữu ái thì miên vẫn còn. Rồi mình nói mà tu tập riết là tâm mình mát mẻ, hỏi đắc a na hàm chưa? Chưa đắc. Thì nếu mà chưa đắc a na hàm thì luôn luôn vẫn còn ngủ ngầm cái phẫn nộ. Đức Phật càng kể cái câu chuyện mà nữ gia chủ, một nữ gia chủ luôn luôn có cái sự cởi mở vui vẻ với mọi người, ai cũng khen ngợi là người nữ hiền thục, không có biết sân giận bao giờ. Thì cái cô nữ tỳ Ca Lá cũng là người có trí, cũng suy nghĩ rằng ai cũng khen bà chủ của ta hiền thục, không biết giận, ta hãy thử xem. Thế là một hôm nàng ngủ hơi trễ, thức dậy trễ, cái bà chủ bà hơi nặng giọng, bà hơi nghiêm khắc một chút, nói: này Kali, tại sao hôm nay ngươi dậy trễ? Thì nữ tỳ Kali về nói giờ không có gì hết, tại con thích ngủ vậy. Thì bà chỉ là hơi không vui thôi. Qua bữa khác, nữ tỳ Kali thức dậy cũng muộn hơn, cái bà mới hơi nặng lời rầy la. Rồi nữ tỳ Kali tiếp tục thử thêm một lần nữa, lần sau này ngủ trễ hơn nữa. Lúc đó nữ gia chủ nổi giận, cầm cái then gài cửa đánh vào đầu của nữ tỳ Kali, lỗ máu, lỗ đầu chảy máu. Nữ tỳ Kali mới đem cái đầu thương tích của mình đi cùng làng cùng xóm nói:
các vị hãy xem một nữ gia chủ hiền thụ của một bà quý vị thường tán thán hàng ngày, hôm nay nữ chủ đã nổi giận đánh tôi như thế này. Thưa quý vị, cái trường hợp đó chúng ta gọi là sân độc tùy biên hay là phẫn nộ tùy biên. Rồi thứ tư gọi là mạng tiệm niên. Mạng ở đây tức là cái sự kiêu mạng. Nó bao gồm cả cái sự hãnh diện, cái sự tự hào, tự cao, tự đại. Có người thì Atimana là quá mạng, tức là nó hống hách, coi trời bằng dung, xem thiên hạ không ra gì hết, kiêu ngạo, thì cái đó là hơi quá đáng. Còn có người thì họ chỉ là cái sự kiêu mạn thông thường, hay là một người nhún nhường hoặc giả là họ chỉ khinh khi thua ỷ thua đó, như là các cái hàng sĩ, những người nghèo học giỏi đó. Họ coi thiên hạ ra gì hết, mặc dù họ nghèo khổ không bằng ai, không có quyền thế gì hết, nhưng mà luôn luôn lúc đầu cũng có cái sự kiêu ngạo. Người nhà giàu họ kiêu ngạo bởi cái tài sản là khác, mà người nhà nghèo họ có chút đạo đức hay là họ có chút cái kiến thức thì họ kiêu ngạo nó kiểu khác. Cái nào cũng có sự ngã mạn, thưa quý vị, nó cũng có sự kiêu mạn. Cho nên cái này đó thì chúng ta khỏi cần phải hỏi ai, chúng ta khỏi cần phải nhờ ai làm chứng hay đối chất, khỏi cần. Tự chúng ta phải biết rằng chúng ta có cái sự kiêu ngạo hay không, là khi mà chúng ta được khen mà chúng ta có sự hãnh diện hay không, là chúng ta biết liền. Chúng ta biết liền khi mà bị chê thì phẫn nộ tiềm niên nó khởi lên, còn khi mà được khen thì mạng tiềm niên nó khởi lên. Chúng ta tự trách nhiệm bản thân là chúng ta sẽ biết được. Rồi kiến tiềm niên, tức là cái sự chấp sai hiểu lầm, hiểu phi lý, tà kiến, thường kiến và đoạn kiến. Cái thường kiến và đoạn kiến, tà kiến ở trong chúng sanh phạm phu, nó cũng thuộc về một dạng phiền não ngủ ngầm. Có người họ nghe, họ thấy cái điều, cái hiện tượng lạ thì họ khởi lên cái tà kiến. Đây là cái điềm lành, điềm gỡ. Họ thấy, họ nghe cái âm thanh, nghe tiếng chim hót, hoặc là nghe ở cái sự kiện gì đó, nghe tiếng chuột rút rồi chẳng hạn, thì họ khởi lên một cái ý nghĩ đây là điềm lành, điềm gỡ. Cái đó cũng thuộc về tà kiến ít nhiều. Còn hôm nào mình đi ra đường gặp cái sự xui rủi thì cũng khởi lên cái tà kiến, hôm nay cái ngày không tốt, vân vân. Còn hãy gặp may mắn thì nghĩ là hôm nay mình xuất hành cái ngày tốt, cái này cũng là thuộc cái dạng tà kiến. Mà chúng ta không biết, chúng ta nghĩ là cái chuyện đơn giản thôi, nhưng thực ra thì thưa quý vị, cái tà kiến ngủ ngầm đối với phàm phu chúng ta, nếu không phải là vị tu đầu quần thì chúng ta cần phải biết rằng chúng ta vẫn còn phải vướng vấp rất nhiều
những cái tạp kiến, dù lớn dù nhỏ. Cho nên cái đó gọi là kiến tiền miên. Hoài nghi tiền miên, cái thái độ hoài nghi, cái thái độ không biết tin, cái thái độ phủ nhận những điều đáng tin, thì cái thái độ đó thì đối với kẻ phàm phu chúng ta chưa phải là bậc tu được quần thì nó dễ đâm ra cái sự hoài nghi lắm thưa quý vị. Tất nhiên là chúng ta phải hiểu trong trường hợp này, cái chữ hoài nghi ở đây là để chỉ hoài nghi bất thiện pháp. Chúng ta nói như vậy đó thì quý vị không hiểu rõ, quý vị sẽ bị nhầm rồi sanh ra lo sợ. Và đọc một quyển kinh, nghe bài pháp, tới cái đoạn đó khó hiểu quá, hay là cái lý ở trong kinh cái chỗ này cao siêu cho nên mình không hiểu, cái mình có một cái sự thắc mắc, thì mình nghĩ rằng chà, cái này thuộc về hoài nghi tình yêu. Không phải, cái đó không phải là hoài nghi tình yêu. Quý vị nhớ dùm là không phải hoài nghi tình yêu. Khi nào mà chúng ta không tin lý nhân quả, không có tin sự giác ngộ của Đức Phật, không có tin hiệu năng của chánh pháp, không có tin cái sự tăng, cái sự thanh tịnh của tăng chúc, không có tin tam học giới định tuệ là con đường đưa đến sự thoát khổ, vân vân, thì cái đó mới gọi là hoài nghi tình yêu. Không tin quá khứ xuất hiện như thế nào, tương lai xuất hiện như thế nào, do cái gì mà xuất hiện ở quá khứ, do nguyên nhân gì xuất hiện ở tương lai, vì không hiểu được lý y tương sinh cho nên sanh ra cái sự hoài nghi. Thì cái này là cái pháp chúng ta gọi là hoài nghi bất thiện, bất thiện pháp. Còn vô minh nó cũng được giải nghĩa đồng với cái chữ vô minh cái, nhưng mà nói trên phương diện nó ngăn che cái sự tiến hóa thì gọi là cái, gọi là vô minh cái. Còn ở đây cái vô minh thì chúng ta gọi là tiền miên. Quý vị muốn biết là quý vị có bị vô minh tiền miên hay không đó, thì chúng ta trách nhiệm dễ lắm. Khi mà chúng ta học nghe pháp thì nói rằng khi hành thiền, chánh niệm biết rõ hơi thở ra, hơi thở vào. Đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vô, ra dài, hơi thở vô dài, hay hơi thở ra ngắn, hơi thở vô ngắn. Khi mà biết chánh niệm như vậy đó, thì sẽ nhận thức được cái tướng sanh và diệt của danh là sắc theo hơi thở. Mà thấy cái tướng sanh diệt như vậy thì nhận thức được cái gì sanh diệt vô thường, thì đó là cái trạng thái khổ. Mà cái gì vô thường khổ không theo ý muốn thì đó vô ngã, vân vân. Chúng ta học thuộc lòng như vậy đó, thì khi mà chúng ta ngồi chúng ta chuyên nghiệm đó, thì chúng ta chiêm nghiệm bằng cái văn tự, bằng cái sự thuộc lòng của mình theo kinh văn thôi. Mà bây giờ nếu mà bỏ cái văn tự đó ra là chúng ta nhận không ra, chúng ta nhận không ra. Cứ ngồi thiện hồi cái chúng ta bị phóng tâm hoặc là mơ màng lơ đễnh suốt cả buổi. Thì nếu mà chúng ta áp dụng cái văn tập hành thiền để mình hiểu gì, trong đời sống tu tập mỗi chúng ta phải suy nghĩ, hễ mà cái mà chúng ta không nhận ra nó thì chúng ta
suy nghĩ rằng cái này là vô minh tiện nghi, bởi vì nó che lấp nó một cái khối, một cái bóng tối, từ đó có còn nghe được không? Nếu thưa tôi từ sư nghe được xin thưa tôi có ghi công việc lại ở trong rung không còn nghe được nữa. Dạ, 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 thánh sư, thánh sư vẫn tiếp tục. Xong. Ở đây không có đụng chạm. Ở đây thưa quý vị, cái chi pháp tham nó giữ ba cái vai trò. Nếu nói về ngăn che thì nó là dục dục cái, mà nếu nói ngủ ngầm thì nó là dục ái tìm miên và hữu ái tìm miên. Còn sân thì sân độc cái và phẫn nộ tìm miên. Chi pháp sân nó có hai, chi pháp si nó có hai là vô minh cái và vô minh tìm miên. Hôn trầm thì nó chỉ đúng vai trò trong hung thì cái thôi, thị miên nó cũng trong hung thì cái, trạo hối trạo cử do hối hận thì nó chỉ đóng một vai trò là trong trạo hối cái, hoài nghi thì nó hai vai trò là hoài nghi cái và hoài nghi thị miên. Mạng manachitaska, tâm sở ngã mạng, tâm sở mạng thì nó đóng một vai trò là mạng tìm miên. Tà kiến chỉ đóng một vai trò ở đây là tà kiến tìm miên hay là kiến tìm miên. Chúng ta học về các cái tâm sở bất thiện, cho đến khi nào mà chúng ta nhìn một cái tâm sở mà chúng ta có thể nhận ra được cái tâm sở bất thiện đó nó thuộc về cái đề pháp gì, thì ở đây chúng ta luyện bằng cách học như thế chúng ta sẽ giỏi. Thí dụ như chúng ta đã học qua thì bây giờ nói chi pháp cái tham tâm sở, nó là dục lậu hữu lậu, dục bộc hữu bộc, dục phối hữu phối, hay là nó là ái tham thân phược, hoặc là nó là dục thủ, rồi dục dục cái, dục ái tìm miên, hữu ái tìm miên, thì nội cái chi pháp mà tâm sở tham không đó, rồi chúng ta nêu ra được những cái chi pháp ở trong cái đề pháp mà nó đóng vai trò, thì như vậy dần dần chúng ta cũng sẽ thuần thục ở trong pháp học của chúng ta. Mặc dù chúng ta vẫn còn bị vô minh tìm miên, nhưng mà quý vị nhớ dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn còn có thể, chúng ta vẫn còn có thể khởi lên cái tâm thiện hợp trí nhà nát sau mấy chút tám, thì như vậy chúng ta vẫn còn lóe lên một chút sáng, lóe lên một chút ánh sáng, thì chúng ta cứ làm vậy, chứ chúng ta đừng nghĩ mình còn phàm phu thì phu mình tìm miên vẫn còn dày đặc thôi, học làm chi, vân vân. Làm như vậy chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta sáng được, cho nên chúng ta phải học. Thì ở đây thưa quý vị, hôm nay chúng ta chia sẻ với quý vị
mà qua hai cái đề pháp gọi là lục cái và thất tỳ miên. Như vậy là chúng ta đã học được bảy cái đề pháp ở trong chín đề pháp của Toát Ý Quốc Hiện rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin dừng lại ở đây. Kính thỉnh Thượng Tọa Chức Đẳng quan hỷ điều hợp cho cái phần bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Sao thú cái trường thiệu tạo thiệu sư. Xin thật sư huynh nghĩ. Phần còn lại thì xin chị Tăng sẽ phụ trách. Tiếp bạch chư Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử. Hôm nay chúng ta học về hai đề tài của bất thiện tương tập. Và trong hai đề tài này thì chúng ta nói về hai cái bản liệt kê về những pháp mà nó tương đối là nó khác với những gì mà chúng ta đã học ở trong tuần trước. Ở trong tuần trước chúng ta nói về lực đẩy của trầm luân sanh tử, nhưng mà riêng về tuần này thì chúng ta nói đến hai đề tài là lục cái và thất tiềm niên. Nói đến lục cái đó thì như quý vị nghe thì tôi xin định nghĩa chữ như vào đó đó, như vào đó đáp như là ngăn che. Chữ cái là chữ ngăn che. Có một vài lần có Phật tử hỏi chúng tôi tại sao thì tôi học đăng giảng thì tôi hay dùng đến chữ cái, thì dụ như tham dục cái, sân độc cái, tại sao không là đực mà là cái. Thì thưa vị, thật ra ở đây chữ cái đây không phải là đực là cái, mà chữ cái ở đây thật là đó là sự bao phủ ngăn che, giống như chúng ta nói là anh hùng cái thế. Chữ cái thế là cái hình ảnh mà nó che lấp cuộc đời á, yeah, gọi là cái thế. Hay là cái bảo cái là cái gì mà che trên đầu gọi là bảo cái. Thì chữ cái là ngăn che chứ không phải là chữ cái là đứt cái. Và khi nói đến pháp cái này thì thường chúng ta nghe đến năm pháp cái. Và quý vị để ý năm pháp cái hay là năm cái là tham dục, sân độc, hôn thủy, tạo hối và hoài nghi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đề cập đến sáu pháp cái. Thì tại sao ở trong kinh Đại thì nói năm pháp mà ở đây lại nói sáu pháp? Thật ra thì khi quý vị đọc vào trong kinh Đại đó, hay là Thắng Pháp Tạng của mình, thì năm cái là nó ngăn che năm cái mà chúng ta gọi là chi thiền. Dạ, năm chi thiền đó là tâm, tứ, hỷ, lạc và định. Tâm đó là cái khả năng hướng tâm. Dạ, khả năng hướng tâm. Hướng tâm ví dụ như là buổi sáng chúng tôi đang muốn hướng tâm vào chuyện đề tài Phật Pháp thì có thể hướng tâm liền ngay lập tức. Tại vì sao? Vì tại cái đó là đề tài quen. Còn nếu mà mình chưa có cái khả năng hướng tâm thuần thục đó thì mình mất mỗi ít thời gian mình mới nóng máy được. Để mới nóng máy được tức là mình thiếu khả năng tầm. Thì cái tầm này đó nó lại bị một cái pháp ngăn ngại của nó mà chúng ta nên biết đó. Đó gọi là hôn thủy. Hôn thủy tức là giả dự buồn ngủ. Chúng ta nói theo danh từ thường thức ở bên ngoài là sự lư đừ và làm biến. Làm biến đó tức là mình thụ động. Còn lư đừ á, cái tâm của mình nó ở trong cái tình trạng gọi là nó không muốn suy nghĩ. Thì cái đó là nó ngăn ngại cho cái pháp mà chúng ta gọi là cái chi thiền của tâm. Tứ đó là cái sự sắc son gắn bó. Cái sự sắc son gắn bó này đó nó khiến cho chúng ta đạt đến cái tình trạng là chúng ta kháng khích đối với cái đề mục, đối với cái thiền án mà mình tu tập. Và cái sự kháng khích này đó, nó kháng khích của tứ đó, nó bị trở ngại bởi một cái pháp cái gọi là hoài nghi.
hoài nghi là sự lưỡng lự phân vân, lưỡng lự phân. Ví dụ như là một người mà muốn làm việc gì đó thì người đó phải sốt sắng bắt tay vào việc. Cái sốt sắng bắt tay vào việc được ví dụ như là tính, và cái lưỡng lự phân vân là mình không biết là cái chuyện này mình làm với người biết nó có đúng hay không, hay là cái người mình hợp tác có đáng tin tưởng hay không, vân vân. Thì cái đó gọi là lưỡng lự. Cái sự lưỡng lự phân vân đó nó khiến cho chúng ta không có được cái gọi là cái sự kháng khích. Và cái chi thiền thứ ba mà chúng ta đề cập ở tại đây đó là hỷ. Hỷ là sự hân hoan. Dạ, hỷ là sự hân hoan. Chính hỷ làm cho chúng ta trở nên thoải mái. Dạ, trở nên thoải mái. Tại sao có người mà nghe đi hành thiền á thì họ nặng lắm, họ không muốn đi hành thiền. Nhưng có người nghe nói hành thiền là họ muốn đi ngồi thiền liền. Tại vì một bên đó là có hỷ, một bên là không có hỷ. Dạ, tức là sự bên có sự hân hoan. Ví dụ như là Phật tử mà quý vị mà đã thích nghe Phật pháp trong Pao Thoát rồi đó, thì tới giờ quý vị hân hoan. Cũng vì không thích mà người khác nói ô nghe đi, thì cố gắng nghe đi, thì nghe đó không có sự hân hoan. Thì cái hỷ đó, cái sự hân hoan không có được, đó là do thiếu nó bị ngăn chặn bởi cái sân. Sân độc cái, sân là chỉ sự khó chịu. Khó chịu là mình bực bội cái đó, mình khó chịu. Ví dụ mình ngồi thiền thấy tê thể nhất, hay là mình học Phật pháp mình nghe nó buồn nó nản. Những lúc nào cái tâm mình nó chỉ muốn chỉ trích, chỉ muốn là bài bác, chỉ muốn chỉ trích, chỉ muốn than phiền, thì cái đó gọi là sân độc cái. Cái sân độc cái nó làm trở ngại cho cái gọi là hỷ. Và một cái khác để chúng ta gọi là lạc. Lạc tức là ở trong kinh thì chỉ là hưởng cảnh, nhưng mà đại khái chữ lạc đó có nghĩa là gọi nhừng. Và gọi nhừng, cái chữ hỷ giống như là mình khát nước mà mình thấy nước, thấy nước buồn ngủ chứ bệnh viện hoang gọi là hỷ. Nhưng mà khi mình uống nước thì cái uống nước gọi là lạc. Thì cái thứ gì cái uống nước á, nó uống vào đó nó gọi dừng là trạng thái mà mình cảm thấy rằng cái chữ mà ở ngoài đời ta gọi là thấm thiết. Dạ, thấm thiết. Cái hỷ đó là sự hân hoan. Hân hoan là mình muốn ăn mà mình thấy dọn thực phẩm ngon, mình khát nước, mình thấy người ta có nước, nước sạch, nước tốt, mình vui á. Cái đó là hân hoan, là hỷ. Nhưng mà khi mà mình ăn vào, mình uống vào mà đã khát hay là thấm thía thì cái đó gọi là lạc. Và cái trở ngại của lạc á, đó là sự gọi là trạo hối. Về điểm này quý vị nên chú ý là trong năm cái pháp cái mà chúng ta thường nghe đó, thì cái gọi là hôn thủy đó là nó bao gồm hai trạng thái là hôn trầm và thủy miên, tức là lư đư và lười biếng. Lư đư và lười biếng. Còn cái tức là quế quải và lười biếng, và cái mà chúng ta gọi là trạo hối, nó bao gồm hai trạng thái. Trạo là dao động. Trạo nó lấy từ cái chữ trạo cử. Trạo cử là hình ảnh của một mái chèo, một cái mái chèo mà khuấy mặt nước nó làm cho dao động. Thì chữ trạo đó là dao động. Trạo đó chỉ biết là thật ra chữ trạo không thì không có nghĩa, trạo nghĩa là quậy thôi. Nhưng mà ở đây không nghĩa là quậy, mà chữ trạo ở đây là trạo cử, là cái mái đồng, mái chèo nó khua mặt nước, nó làm mặt nước bị dao động. Và hối ở đây là chữ hối quá. Thì cái trạo hối này đó, nó là cái gì sanh khởi rất thường bởi một cái người hành thiền. Và bởi người đang tu thiền là bởi vì sao? Người tu thiền đó họ hay có hai cái trạng thái, là một á, là họ muốn cho cái việc họ đang làm nó tất cả là hoàn hảo, perfect. Mà nó không có hoàn hảo á, thì họ cảm thấy nó là sao á. Dạ, hay là hoặc giả là đang có hành thiền mà bỗng nhiên nhớ rằng cái chuyện đó không biết mình có lo chưa, tự nhiên trong lòng mình nó dao động thêm. Dạ, trong bụng thêm. Thì thường á, là cái dao động bình thường của chúng ta là ở ngoài là giật mình. Giật mình là dao động, hay là tâm mình tán loạn động. Nhưng mà cái sự trạo hối mà ở trong đối với người tu thiền đó là chúng ta thấy ví dụ là cái người nào mà hay nói chết chưa, không biết mình đã thưa với thầy chuyện đó chưa, hay chết chưa, không biết là mình lên chánh điện mình đã tắt đèn chưa, thì cái trạng thái mà nó hơi quảng hốt, nhờ cái quảng hốt như vậy đó chúng ta gọi là trạo hối. Cái này nó xảy ra rất là thường đối với cái người mà
đối với cái người mà đang ở trong cái sự tu tập, nó hơn là người ở bên ngoài. Người bên ngoài cái tâm của họ đó, nó không có cái cảm thấy mà quảng hốt dao động như vậy. Đừng có gì để những người Phật tử đi chùa mà họ muốn làm cái gì tốt, họ mong cái gì được hoàn hảo, họ mong mọi việc điều tốt đó, họ hay có trạng thái trạo hối đó. Thì cái trạng trạo hối đó nó ngăn ngại cái gì? Trạo hối đó ngăn ngại cái là lạc. Dạ, trạo hối ngăn ngại cái là lạc. Tức là ngay trong cái điều tốt đó thì mình đã có một cái sự đòi hỏi nó phải hoàn hảo. Ngay trong cái điều tốt đó, mình đòi hỏi nó mọi thứ là đều được nằm ở trong sự kiểm soát hết. Nhưng mà kỳ thật thì nó không nằm ở trong sự kiểm soát của mình. Thành ra đôi khi mình âu lo, hoảng hốt, đó nó cũng là một trạng thái dao động của sợ hãi, hay là mình lỡ quên điều gì. Dạ. Chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp mà ở tại các trường thiền mình được các vị nói đó là nhiều khi người ta đi giặt y hay là đi làm món đồ gì đó, phơi ở đâu đó mà khi quên lấy vô, mà nửa khuya rồi không kịp đến chỗ đó để lấy, hay là quên làm cái gì đó, thì nó làm cho người mình nó phập phồng, nó lo âu. Cái phập phồng lo âu đó đó cũng là một trạng thái trạo hối, chúng ta phải nhớ. Thì cái sau cùng đó là định ở đây tức là cái khả năng tập trung. Nói cách khác là cái định này đó, nó cho phép chúng ta sống với một cái gì đó mà nó không phải đi tìm này tìm cái khác. Thì cái định này đó, nó bị ngăn ngại bởi một cái chi pháp gọi là dục, hay là dục tham dục. Với tham dục nghĩa là vọng móng, là muốn muốn cái này muốn cái kia. Thí dụ như một người mà ở trong đời sống tu thiền mà họ đang ngồi họ tính toán, họ vừa đến vô hành thiền, họ nói ô cái âm thất này thật là tuyệt vời quá, mai mốt về sẽ cất âm thất giống như vậy. Hay là tự nhiên mình thấy có cái cây nào đó, dạ có cái cây nào đó mình thích, mình thấy cái cây này cây to bóng mát, mô mai mốt mình trồng ở trong nhà chẳng hạn. Thì cái bản chất của dục tham là nó luôn luôn nghĩ đến một cái phương trời viễn mộng, và nghĩ đến cái gì mà nó chúng ta gọi là xa xăm đâu đó, và đúng được cái gì dục tham trong thiền học đúng, hay là vọng tâm. Và vọng tâm mình mong cái gì đó mới thấy thì nó vô hại, nó không có gì, như vọng tâm đó nó ngăn ngại một cái thứ gọi là định, là tập trung. Và cái sự vọng tâm đó nó làm cho chúng ta nản với cái hiện tại. Và thí dụ như là tại sao chúng ta không thể để tâm vào cái hơi thở ra hơi thở vào, là bởi vì chúng ta còn nghĩ đến ngày mai mình làm việc này, ngày mốt làm việc kia, mình có chương trình này, có kế hoạch kia, có toan tính cái này toan tính kia. Thì tất cả những cái vọng tâm đó, nó đều có một cái hình thái, đó là nó khiến cho chúng ta không có bằng lòng với hiện tại, không có tập trung vào hiện tại được. Thành ra cái gọi là dục tham đó, nó là cái ngăn ngại của cái định. Dạ, dục tham là định. Từ quý vị Phật tử nào mà học ở trong thiền học hay là trong trong kinh tạng, kể cả các thắng pháp tạng nữa, thì đa phần là chúng ta chỉ nói đến năm cái truyền cái thôi. Nhưng mà tại sao ở đây không nói năm truyền cái mà nói đến sáu truyền cái, là lục cái? Là tại vì cái lục cái ở đây nó có một cái khác nữa, đó là vô minh cái. Dạ. Cái vô minh cái ở đây hiểu theo nghĩa tương đối là hẹp chứ không phải là rộng. Dạ. Nó cũng giống như là khi chúng tôi nói đến tâm á, tức là cái khả năng hướng tâm á, thì mình nói nó hẹp là trong phạm vi của một người tu thiền. Dạ, tu thiền tức là hướng tâm đến đề mục, bây giờ không có khả năng hướng đề mục, tức là bởi vì sao? Là bởi vì cái tâm của chúng ta nó lừa được, là bị hôn trầm thủy miên. Thì vô minh ở đây đó là chúng ta nên hiểu trong phạm vi hẹp á, là vô minh ở đây đó nó là cái ngăn ngại của một thứ mà nó không gọi là thiền chi, nhưng mà nó lại rất là quan trọng ở trong thiền quán. Cái đó gọi là sambacchanya. Dạ, sambacchanya tức là sự bén nhạy. Dạ, sự bén nhạy tỉnh táo. Mà Hòa Thượng Minh Châu, khi mà Hòa Thượng dịch chữ sati sambacchanya, Hòa Thượng dịch là chánh niệm và tỉnh giác. Dạ, tỉnh giác ở đây là sự bén nhạy. Sự bén nhạy ở đây đó là như vậy. Là ví dụ như một bác sĩ mà một bệnh nhân đến khám bệnh mà không có thu thập hết dữ liệu, mà không có sự bén nhạy đó, thì đôi khi người ta có bệnh mình không tìm ra bệnh. Hay hoặc giả là cái khả năng mình không có bén nhạy đó,
Đôi khi mình sống ở trong căn nhà mà căn nhà nó có cái hư hỏng cái gì mình không hay. Người ta nói hư không biết thì nó chơi không biết nó thì không hay. Hay hoặc giả là người ta nói rằng ở trong nhà đó thì cha mẹ có hai con mắt, con thì có nửa con mắt, còn ăn trộm có bốn con mắt. Dạ, tại vì sao người ta chú ý, người ta tìm, người ta muốn ăn trộm ăn cắp, người ta phải chú ý nhiều. Con cái nó lơ là, cái sự lơ là đó, không tỉnh thức, sự lơ là đó là vô minh cái. Dạ, cái lơ là đó đó nó khiến cho chúng ta không có đủ cái sự nhạy bén, do đó mình không đạt đến tình trạng sampajanya. Từ đó khi mà chúng ta nói đến năm cái thiền cái đó, thì chúng ta nói đến năm cái pháp ngăn ngại năm cái chi thiệt tầm tứ hỷ lạc định. Nhưng mà khi chúng ta nói đến sáu thiền cái đó thì chúng ta thêm vô minh cái, thì cái vô minh cái đó được hiểu là cái sự ngăn che đối với cái sampajanya, đối với sự bén nhạy. Cái này nó lạ lắm thưa quý vị. Có nhiều khi mình đi tìm món đồ gì đó mà cái việc nó sờ sờ trước mắt thì chúng ta không thấy, hay là có những người mà cái nguy đến với họ, họ không thấy mà phải có người chung quanh họ nhắc. Chúng tôi nhớ là nhiều khi ở miền quê cái con rắn mà nó nằm, nó để cái đuôi ra chỗ đó mà mình chỉ cho người khác, ô con rắn ngồi chỗ đó, đó thì cái người, những người chung quanh không ai nhìn thấy hết, nhưng mà những người bán ngại họ có lướt qua cái là họ thấy rắn liền rồi. Cái đó là cái mà phải nói rằng rất khó. Thật ra khi quý vị nhớ là khi mà chúng ta nói về lục cái ở đây đó, là chúng ta nói về sáu pháp ngăn ngại đối với cả hai sự tu tập chỉ và quán. Trong lúc đó, thì năm cái truyền cái chỉ nói đến năm cái chi thiệt tầm tứ hỷ lạc định thôi, không có đề cập đến sự ngăn ngại của cái người, của cái sampajanya, của sự tỉnh giác. Được, quý vị nhớ tại sao có năm cái, có sáu cái là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói đến một cái ý nghĩa khác là sáu pháp tiền miên. Dạ, cái chữ tiền miên ở đây nó mang hai ý nghĩa mà quý vị nên phân biệt. Cái ý nghĩa thứ nhất á gọi là trá hình, và ý nghĩa thứ hai nữa là cái khả năng để để bộc phát. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình nhìn thấy một cục đất. Dạ, nhìn thấy cục đất á, thì cái cục đất á, nó có cái khả năng tiềm tàng, bây giờ thì nó chưa có, nhưng mà đến lúc nào đó, thì nó sẽ, cỏ nó sẽ mọc, đó là cái khả năng. Dạ. Hay là chúng tôi tôi muốn nói là những người mà trong sở cứu hỏa đó, có lần chùa bị cháy, mấy người trong sở cứu hỏa họ đến đó, thì cái cách của họ bươi bóc làm này kia rất kỹ, thì cái đó đó, cái bà mà đại quý mà của sự cứu hỏa đó, bà giải thích là có nhiều khi có mắt thường mình không thấy, và mình không thấy là mắt thường mình không thấy, nhưng mà khi đi rồi đó, nếu mình không làm kỹ đó, thì do nó tàn ẩn, nó ngủ gầm ở dưới đó, thì nó cháy mà không hay. Tức là cái đó là nó, cái chữ chữ tiền biên á, nó là gọi là ngủ gầm, tức là cái đó nó trá, nó vượt ở dưới, và một cái nó ngủ gầm ở dưới rồi nó có một ý niệm viên trà trộn vào. Dạ, niệm viên trà trộn vào, thì những cái người niệm viên trà trộn vào họ đóng cái vai trò đó như là những người rất là thân tín, những người mà mình rất là tin tưởng, để làm chi? Để họ làm một cái việc mà ở trong cái giới phản giác họ gọi là trèo cao lặn sâu. Trèo cao lặn sâu tức là họ có thể làm cho mình cảm thấy mình tin tưởng họ hoàn toàn, và để họ có thể được cấp trên đặt để họ ở trong một cái địa vị tin tưởng nhất, thì cái sự trèo cao lặn sâu đó của mình gián điệp đó, nó là một cái mà chúng ta gọi là một cái hình thức của tiền miên. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói mạng tiền miên. Dạ, mạng tiền miên là nói về cái gã mạng. Đôi khi cái mạng tiền miên nó hiện diện mà chúng ta không hề biết đó. Ví dụ như mình thấy có những người họ rất là khiêm nhường, đi đâu cũng dạ thưa mà nói cái gì cũng đề cao người khác đến. Và nếu mình ở gần họ lâu, mình biết là họ rất là hãnh diện, rất là tự hào, là họ rất là khiêm tốn. Và họ luôn luôn muốn thể hiện cái sự khiêm tốn đó, thì chúng ta coi chừng là cái đó là một hình thức trái hình, tức là cái sự cao mạn mà nó khiến chúng ta không nhận diện ra bên ngoài. Thì những cái pháp này đó, nó có một cái những pháp này nó có một cái
một cái chúng ta nói là có một cái nó diễn rất là hay, giờ nó diễn rất hay, nó đóng một nó đóng một cái vai nào đó mà chúng ta không nhận ra, tới lúc mà chúng ta nhận ra thì nó muộn rồi. Thì bảy cái pháp tìm biến này đó là bảy pháp, nói theo một cách, nói theo danh từ của thiền học đó là những pháp khó nhận mặt, dạ, khó nhận mặt. Thí dụ như là những cái pháp mà nó dễ nhận mặt đó là nó hiện diện ra luôn luôn một đống, hay nó hiện ra quá rõ ràng đó, thì chúng ta rất là dễ để thấy, để biết. Nhưng mà gọi là tìm biến thì nó lại mang cái hình thức trá hình. Và trong sự trá hình đó đó, nó khiến cho chúng ta rất đổi khó khăn để mà nhận ra. Nên chi chúng ta phải chúng ta phải có một cái sự tinh tế. Và trong sự tinh tế đó, tương đối là mình phải hiểu. Thì khi mà chúng ta học về những pháp như là mộc hay là phược hay là phối, tứ mộc, tứ phược, tứ phối, mà chúng ta học về những pháp về trước đó, thì thưa quý vị, những pháp đó nó đều mô tả một điều, đó là nó liên quan cái lực đẩy của trầm luân sanh tử. Nhưng mà khi những phiền não mà chúng ta học ngày hôm nay đó, thì hai cái phiền não mà về lục cái và thất tiềm liên đó, thì là những pháp mà một hành giả phải đương đầu. Dạ, những pháp hành giả phải phải biết. Tại vì sao? Nếu chúng ta học, chúng ta đọc về cái lịch sử của ngành hàng không, thì chúng ta thấy rằng một ở trong những cái bước tiến rất là quan trọng đó, đó là người ta có thể đi tới một vận tốc mà vượt qua một cái gọi là bức tường âm thanh. Dạ, âm thanh. Và bây giờ người ta gọi là march. Dạ. Thì trong bức tường âm thanh đó đó, là đến lúc nào đó, bình thường thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày, như là buổi sáng sớm chúng ta ngồi nghe pháp thì nói chuyện đạo, hay là ăn uống ấy, thì chúng ta không thấy những cái như là tham dục, sân độc, hôn thụy, trạo cử, hoài nghi ấy, nó lấn cấn hay nó lớn gì. Tại vì sao vậy? Nó nương theo chúng ta, nó nhẹ nhàng theo chúng ta, nó giống một người bạn thân của chúng ta. Nhưng mà khi nào mà mình ngồi xuống mình tu thiền thì mình mới thấy rằng tại sao những cái chi như là tầm tứ hy lạc định, tại sao mình không thể hướng tâm được, tại sao mình không thể kháng khích với đề mục được, tại sao mình không hân hoan với đề mục được, tại sao mình không có thâm nhập một cách thấm thía, tại sao chúng ta không thể an trú, không thể trụ với đề mục được. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng tại vì nó có những sự ngăn ngại. Và cái ngăn ngại ở đâu ra? Sự ngăn ngại đó là ở chỗ, và sự ngăn ngại ở chỗ đó là chúng ta có tham dục, sân độc, hôn thủy, trạo cử, hoài nghi. Và năm pháp này thường chúng tôi không muốn nói sợ quý vị hiểu lầm là chúng tôi có sự phân biệt chỉ và quán. Nhưng mà trên phương diện thiền chỉ đó, thì chỉ cần nói đến năm yếu tố thôi. Nhưng mà khi chúng ta tu thiền quán thì chúng ta cần cả sáu. Cần cả sáu tức là có thêm một cái gọi là tỉnh đạo hay tỉnh giác, sambacchanya. Và khi đụng tới cái sambacchanya đó thì chúng ta hiểu thường là chúng ta bị vô minh. Do cái vô minh đó, chúng ta không có bén nhạy được. Không có sambacchanya đó, thì chúng ta không đạt đến cái bước hai gọi là trạch pháp giác chi, là có khả năng phân biệt được. Nói một cách khác đó, là do có sự tỉnh giác sambacchanya thì chúng ta mới có đủ cái sự gọi là trạch pháp. Trạch pháp trong Phật pháp là danh từ Phật học chuyên môn, nhưng mà danh từ thế gian gọi là tinh tế. Tinh tế là có khả năng phân biệt. Ví dụ như là một cái người mà họ rất là tinh tế trong uống trà, thì họ chỉ hớp một ngụm trà, họ biết đó là trà ô long, đó là trà xanh, đó là trà mạng sen, hay là người họ tinh tế vào rượu, họ sẽ hớp chút rượu, họ sẽ biết rượu đựng gì. Tinh tế đó là Phật gọi là trạch pháp, tức là khả năng phân biệt. Thì cái khả năng phân biệt này đó, nó là một cái kết tinh rất là đầy đủ, rất là thuần thục của cái gọi là sambacchanya, gọi là sự tỉnh giác hay sự bén nhạy. Mà cái sự tỉnh giác bén nhạy đó nó không thể có được nếu chúng ta thường bị vô minh. Bởi vì không phải ai cũng giống nhau khi mà làm một cái gì đó. Chúng ta đôi khi chúng ta rất là khó tin được một điều rằng có những người họ tin đấy đến nỗi mà
họ đến nhà hàng họ ăn một bữa ăn thôi là về họ sẽ nấu cái món nó gần giống như vậy, cầm thậm chí còn ngon hơn trong nhà hàng nữa. Chúng tôi cứ gặp những người như vậy, họ rất là giỏi, rất là tinh tế. Hay là nếu mà chúng ta chưa có tinh tế trong đọc sách đó, ví dụ quý vị không giỏi thắng pháp đó, là 10 quyển về thắng pháp quyển nào cũng nhau thôi, nhưng mà chúng ta tinh tế về thắng pháp, chúng ta đọc 2-3 trang của một quyển sách đó, thì chúng ta biết ngay rằng cái người này họ có trình độ, họ biết. Còn có người họ chỉ là copy đồ này, họ đem đồ kia, họ gom đồ này, họ bỏ, gom đồ kia bỏ vào đây vậy thôi. Hai cái đó nó khác nhau. Mà một người không có tinh tế thì không có biết được. Nên chúng ta phải thấy rằng hai cái đề tài là 6 pháp cái và 7 pháp thiền viên đó, nó vốn là hai cái đề tài mang cái tính rất là mật thiết. Rất là mật thiết, cần phải hiểu, cần phải biết của một hành giả tu tập thiền định. Nó khác với cái lực đẩy luân hồi mà chúng ta đề cập đến trong đoạn trước. Và thứ gì chúng tôi nói về 7 pháp thiền viên đó, nó cũng là 7 pháp nó mang tính trá hình. Và trá hình tức là nó giả dạng, nó đóng cái vai nào đó mà chúng ta không hay biết. Thật sự nó phá hoại, thật sự nó là kẻ thù, thực sự nó là quan gia, nhưng mà chúng ta làm một cái, chúng ta bị mê hoặc cái kiểu gọi là nhận giặc làm con. Ở đây thì tưởng như là trong một số các bài kinh mà Đức Phật ngài dạy rằng kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia không bằng tâm niệm ta gây ác cho tự thân. Chúng ta có thể trở thành kẻ thù của chính mình và đối xử với mình như kẻ thù là tại vì sao? Những phiền não nó là phỏng của mình thấy hết. Chúng tôi biết rằng có những người đó, họ rất có đạo tâm, rất có thiện chí đi chùa, nhưng vì cái tính họ hay phẫn nộ, hay sân, và cái phẫn nộ làm hư hỏng tất cả, và cái phẫn nộ hư hỏng tất cả, thì họ thường đổ lỗi rằng tại người này làm cho tôi bực bội, tại người kia làm cho tôi không đi chùa được. Nhưng mà thật ra cái kẻ thù nguy hiểm nhất của họ mà khiến cho họ ngang ngại đó là sự phẫn nộ ở trong lòng. Cái chuyện như vậy mà chúng ta không nhận ra được. Thật ra khi mà một cái người tu tập hiểu được 7 pháp thiền viên này thì biết rằng những cái pháp này nó là những pháp cá hình. Đời sống của chúng ta thưa quý vị rất là khó phân biệt, nhất là quý vị điều hành một tổ chức hay là quý vị làm việc trong một nơi nào đó. Nhiều khi cái bạn và cái những người làm hại chúng ta và những người tốt chúng ta không phân biệt được. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong kinh Đức Phật ngài có đưa ra hình ảnh của một người cha mà có đứa con mà nó dại khờ, gọi là con dại đó. Thì đứa con đó, nó thấy con mồng đậu lên trán của ông cha, cái con mồng nó giống như con ruồi thứ mà nó cắn đau lắm. Thì thay vì nói với ông cha phủi đi, nó lấy cái chày nó đập vỡ đầu ông cha. Thì mình không biết đứa con là bạn hay thù, nó nói là bạn thì là bạn, như nó là thù đó. Thì trong cuộc sống của chúng ta nhiều khi cái khả năng thưởng thức, hay là nhiều khi cái tính phê phán, nhiều khi cái khả năng mà ngủ nghỉ, chúng ta nghĩ rằng những thứ đó nó rõ ràng đó là những gì rất là tốt, rất là cần cho đời sống. Nhưng mà khi mà đi vào trong thiền thì nó trở nên kẻ thù. Dạ, kẻ thù tại vì sao vậy? Tại vì những thứ này nó không cho chúng ta định tâm, nó không cho chúng ta sống an lạc, nó không cho chúng ta sống thoải mái. Ví dụ là quý vị thấy có những người gặp chuyện gì cũng phê bình hết, thì mình mới gặp mình cảm tưởng như cái đổ phê phán của họ đó nó là một cái khả năng, một cái sự bén nhạy. Nhưng mà cái đổ phê phán đó nó lại khiến cho khi họ hành thiền trở nên khó khăn. Tại sao? Tại vì phê phán bao giờ đúng chủ quan, và họ khó có thể nhìn sự vật rồi nó ra sao mà nhìn nó ra như vậy. Bởi vì ngày xưa có người hỏi ngài Thanh Cha là ngài là người có rất nhiều người đệ tử mà người da trắng, người Tây phương, vậy chứ ngài thấy những người Tây phương họ có cái gì khác biệt hơn với những người đệ tử người Thái không? Thì ngài dùng một cái chữ mà người ta dịch ra trong tiếng Anh đó, gọi là over educated, tức là họ học nhiều quá. Do họ học nhiều quá thành ra giống gì có ý kiến hết, cái giống gì có phê phán hết. Mà quý vị tưởng tượng là một người tu thiền mà cái gì có ý kiến hết, đi ra ngoài thì nói đường kinh thành này làm đẹp làm xấu, cái cây ở bên cao cốc nói cái cây đó
thế này cây này thế kia, rồi lên nghe pháp thì nói là cái vị thiền sư bữa nay giảng hay giảng dở vân vân, thì cái đổ phê phán đó nó lại trở thành một cái ngăn ngại và ngăn ngại trong đời sống. Vì vậy bảy cái pháp tìm miên này đó, chúng tôi nhắc quý vị là nó có hai ý nghĩa. Một là cái khả năng tiềm tàng, hay là một cái tà khả, một cái khả tính giống như là một cục đất mà nó có cái khả tính để cho cỏ mọc. Dạ, cục đất, một mảnh đất quý vị thấy là giọt đẹp như vậy đó, nhưng mà nếu một người làm vườn họ hiểu rằng nếu không có trồng cái gì, không giữ kỹ thì vài bữa cỏ mọc chuyện rất là chắc chắn. Hay là một cái người chữa lửa mà họ giỏi đó, họ đến họ chữa cháy từ một khu rừng thì họ phải đào, phải bươi lên, tại vì họ biết rằng không phải chỉ lửa có lửa ngọn, không phải chỉ lửa có lửa khói, mà còn có những lửa gọi là ngủ ngầm ở dưới mặt đất, mà một khi mà họ đi về mà họ không làm hết thì cái ngủ ngầm đó nó có thể lan truyền, và có thể mình đang ngủ giữa đêm người ta gọi là tại sao hồi chiều chữa lửa rồi mà cháy. Nên chúng ta thấy mấy người đi chữa lửa mình nghĩ rằng họ giống nhau, nhưng mà thực sự không giống nhau đâu. Những người mà họ được huấn luyện, họ không phải đến xịt lấy cái lò bồn nước xịt dập tắt cho lửa, mà sau đó rồi họ phải bươi, phải đào, và họ hiểu rất rõ, họ hiểu rất là chính xác, đó là cái khả năng ngủ ngầm. Dạ, ngủ ngầm ở trong lửa nó có thể cháy ra bất cứ lúc nào, thành ra họ phải tìm một cách để diệt tất cả những cái ngủ ngầm đó. Thành cái sự tiềm tàng ngủ ngầm đó chúng ta gọi là tìm miên. Và cái tìm miên nó còn có một cái ý nghĩa khác đó, đó là cá hình. Và cái cá hình này là cái mà chúng ta ít có khi để ý đấy. Ví dụ như là tại sao Đức Phật Ngài dùng cái pháp bố thí đó, Ngài dạy là cái người bố thí đó là phải bố thí đúng nghĩa bằng cách ly tham. Có nhiều khi chúng ta bố thí là chúng ta tăng trưởng lòng tham thêm. Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ ở đây thật ra chúng tôi không muốn chỉ trích, nhưng mà có nhiều người nghĩ rằng mình bố thí 10 đồng mình mua bông hoa về cúng Phật để kiếp sau mình được 1 triệu, 2 triệu mình được giàu có, thì cái đó rất là sự đầu tư hơn là bố thí. Thì nó cũng được, và nó cũng là bố thí, nhưng mà cái đó nó không có giảm thiểu cái lòng tham của chúng ta, mà nó lại tăng trưởng lòng tham. Đừng nghĩ là bố thí là giảm thiểu lòng tham đâu. Bởi vì có một cái chữ khác ở trong kinh Phật dùng cái chữ cha cá. Cha cá, cha cá chúng ta dịch là khi chúng gì là xả tài. Xả tài thật ra nó cũng nghĩa là bố thí, nhưng mà chữ xả tài dịch thì cha cá thì nó hẹp lắm, chúng gì chữ cha cá có nghĩa là cho, nhưng mà trong sự cho đó mình có tính cách là mình buông xả, cho tính cách là mình mở lòng ra, mình chia cái mình đã có, và khi mình chia cái ngày có là mình chấp nhận là mình bớt đi, chấp nhận cái sự hao hụt của mình. Thành ra cái chữ mà đúng ở trong cái pháp bố thí là chỉ cha cá, mà chữ này có nhiều người dịch là buông bỏ, buông xả hay là xả tài, nhưng mà không có chữ này dịch chính xác hết. Tại vì cái chữ xả tài, người bố thí đã là xả tài rồi, nhưng mà bố thí để xả ly thì gọi là cha cá. Mà có những sự bố thí không gọi là cha cá, tại vì cái sự bố thí đó nó mang tính cách là chấp thủ. Dạ, mang tính cách chấp thủ, nên khi gọi, chúng ta gọi đó là một sự trá hình. Dạ, sự trá hình. Như hay hồi nãy chúng tôi có nói rằng có nhiều người họ nhìn họ rất là khiêm tốn, họ nói chuyện ở đâu cũng dạ thưa, bẩm bạch hết, nhưng mà ở trong cái sự khiêm tốn của họ đó là nó nói lên một cái họ muốn phô diễn ra một cái gì của họ, là họ là người rất là khiêm tốn. Nó tương tự như là chúng ta câu chuyện mà bốn người mà rủ nhau để tịnh khẩu đó, thì sau vài giờ thì một người mở miệng ra nói rằng khi mình im lặng thì thật ra thời gian dài quá, thì người thứ hai nói rằng bạn đã lên tiếng rồi đó, bạn đã phá vỡ sự im lặng của chúng ta. Thì người thứ ba mới nói rằng anh nói như vậy anh cũng là phá vỡ sự im lặng. Thì người thứ tư nói rằng rốt cuộc chỉ còn có mình tôi là giữ im lặng, khi mà cả bốn người đều lên tiếng. Về điểm này thì chúng ta phải rất là cẩn trọng. Nhưng mà thứ gì trong những pháp này đó, thì có một pháp mà
chúng ta rất ít khi để ý đến, đó là cái vô minh. Vô minh tiền biên và vô minh cái. Và vô minh tiền biên và vô minh cái này đó, nó đứng trong một ý nghĩa có cái tính cách mà chúng ta gọi là giới hạn, hơn là cái vô minh bình thường mà chúng ta hiểu như là vô minh duyên hành. Cái vô minh duyên hành đó là chỉ chung cho tất cả mọi cái trạng thái vì không biết mà chúng ta hành động. Thí dụ như là chúng ta đã đi vào đời, đã lựa chọn một cái ngành nghề, đã lựa chọn một cái chỗ ở, đã lựa chọn một người bạn đời, đã lựa chọn một cái việc làm nào đó, thì tất cả sự lựa chọn đó nó đều dựa trên một cơ sở rằng mình lựa chọn vì mình biết. Nhưng mà kỳ thật là chúng ta lựa chọn vì chúng ta không biết. Chúng ta lựa chọn không biết. Nếu quý vị nào để ý thấy rằng mình đến một cái thành phố, mình về qua thành phố, mình lựa chọn chỗ nào đó thì mình nghĩ rằng mình đã nghiên cứu, đã hỏi thăm rồi. Nhưng mà sau thời gian ở 5 năm, 10 năm thì mình hay nói rằng biết về ngày xưa tôi ở đây, biết về ngày xưa tôi mua cổ phiếu này, biết về ngày xưa tôi trồng cây kia, vân vân. Nhưng mà kỳ thật lúc đó chúng ta làm thì chúng ta không biết. Dạ. Thật ra cái vô minh mà trong 12 nhân duyên, cái vô minh đó là trên cái bình diện rộng. Dạ, trên bình diện rộng. Còn cái vô minh mà trong cái mà chúng ta nói gọi là tiềm biên đó, thì cái vô minh này đó nó là một cái hình thức trá hình. Hình thức trá hình. Ví dụ như là người ta có câu nói rằng mình càng học mình càng thấy được cái dốt của mình. Dạ, càng thấy cái dốt mình là lúc mà mình dốt đó, mình không thấy mình dốt rồi, mình chỉ thấy mình biết thôi. Nhưng mà cái biết nó rất là hữu hạn. Và trong cái gọi là hữu hạn đó thì nó bị một cái hàng rào, bị cái rào cản của vô minh. Do cái rào cản vô minh đó thì cái biết của chúng ta mới trở nên hữu hạn. Thì mình thấy là mình biết đó, mình thấy là mình hiểu đó, nhưng mà mình hiểu chỉ nửa phần, hiểu một phần. Và cái hiểu đó nó không phải là cái hiểu đủ rộng. Dạ, đủ rộng ra. Chúng ta nói cách khác đó là cái vô minh của tiềm biên nó là cái sự hiểu ở trong sự hiểu biết. Bởi vì nếu quý vị nào mà đọc ở trong kinh Phật á, thì nói rất nhiều về cái sự hiểu biết hay là nhận thức. Và chỉ nhận thức, có chỉ nhận thức á, mà nó bằng giác quan. Ví dụ như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi người biết trực tiếp á, cái đó gọi đạo Phật gọi là thức tri. Rồi có cái biết á, là do sự trải nghiệm của quá khứ, chúng ta đã từng trải, đã từng kinh qua một cái gì đó thì chúng ta gọi đó gọi là tưởng tri. Và có cái biết của trí tuệ là gặp chuyện đó mà so sánh đối chiếu nhận định, hiểu nhân hiểu quả, cái đó chúng ta gọi là tuệ tri. Tuệ tri. Nhưng mà bên cạnh những cái chữ như là tưởng tri, thức tri, tuệ tri đó, thì ở trong kinh Phật lại dùng những cái chữ khác như là thắng tri. Có chữ thắng tri. Cái chữ thắng tri là một cái biết bùng vỡ, cái biết vượt thoát. Cái biết đó nó làm cho chúng ta xuyên phá mọi thứ. Ví dụ như là mình sống cả đời mà mình nặng lòng với cái chuyện hận thù ai đó, một ngày nào đó tự nhiên mình nhận ra rằng cái người đó cũng đã chết rồi và việc đó cũng qua rồi, mình đang khổ, mình đang tự làm khổ mình. Thì cái biết như vậy đó gọi là cái biết thông suốt. Và thông suốt sự việc, cái biết đó gọi là một sự thắng tri. Hay hoặc giả là cuộc đời thì nó có sanh có diệt, nó có lúc này lúc khác, mà mình mỗi lần gặp cái chuyện mà thay đổi mình cảm thấy buồn phiền, một lúc nào đó thì mình nhận ra rằng cái sanh diệt đó là một tự nhiên, không ai không có sanh diệt. Giống như chúng ta nghe câu chuyện của nàng Kisa Gautami, màu sắc đứa con mà đi từ nhà này qua nhà kia để hỏi xin hậu cải, nhiều người cho lắm, nhưng mà hỏi rằng ở trong nhà có ai chết chưa thì ai cũng có thân nhân bà con chết thì ai cũng nói có hết. Thì lúc đó nàng nhận ra một điều rằng té ra không phải chỉ riêng mình, mà cái sự vô thường sanh ly tử biệt nó xảy ra tất cả mọi người. Và tự nhiên là bừng tỉnh. Cái bừng tỉnh đó gọi là thắng tri. Thì cái biết mà trong Phật Pháp xài nhiều cái biết, thì như vậy cho chúng ta thấy rằng cái vô minh á, cái không biết á, nó đeo đẳng á, chúng ta ở trong rất là nhiều cái hình thái, rất là nhiều cái mà chúng ta gọi là tướng trạng,
mà đôi khi mình không nhận ra. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình hay lắm, mình giỏi lắm. Ví dụ như ai nói về một thi hào thì chúng ta cũng biết một câu thơ của vị thi hào đó, chúng ta cũng đọc được câu thơ của thi hào đó, và khi đọc được mình nghĩ mình biết rồi. Hay là ai nói về một thành phố Paris chẳng hạn, thì mình đã biết về Tour Eiffel, mình biết về Sartre de Gaulle, biết từ con đường Saint-Élysée, mình nghĩ mình biết rồi. Nhưng mà trong cái biết đó nó lại bao hàm cái không biết. Tại vì sao? Vì cái biết đó là cái biết đơn điệu, cái biết đó là biết một góc, biết một phần, chứ nó không phải biết toàn bộ. Và cái biết đó luôn lúc nó trở nên rất nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Chúng ta cứ đinh là mình biết rồi, nhưng mà thực sự mình chỉ biết có một cái phần nhỏ thôi. Dạ, biết phần nhỏ. Như là mình nói là người ta hỏi là mình biết anh Nguyễn Văn A không, mình nói mình biết. Nhưng mà hỏi ra thì mình đã từng gặp và đã từng nói chuyện, gọi là biết. Nhưng mà cái biết đó nó chỉ thấm thía vào đầu hết. Mình gọi là biết một người là mình phải biết về danh tính, dòng tộc, mình biết về công ăn, việc làm, rồi mình phải biết về cá tính, rồi biết về cuộc đời người đó, cũng chưa chắc mình gọi là mình biết nữa. Tại đó thứ gì, cái vô minh nó nằm trong nhiều cái chiêu kích, ở trong cái hình thái, ở trong nhiều cái tướng trạng khác nhau, mà đôi khi chúng ta bị lừa. Không phải đôi khi chúng ta dùng, chứ đôi khi không chính xác, mà chúng ta luôn luôn bị lừa. Và chúng ta bị luôn luôn bị lừa bởi pháp truyền triền miên này. Thì cả bảy pháp triền miên đó, nó đều là những sự trá hình mà rất là khó nhận dạng bởi chính hành giả. Dạ, khó hành dạng, khó nhận dạng lắm. Ngài A Chanh Minh đó, một vị thiền sư của Thái Lan, là bậc thầy của nhiều vị thiền sư đó, thì Ngài có nói rằng cái chuyện mà đi tu mà có khả năng ngồi thiền lâu, cái chuyện đi tu mà có khả năng là bỏ nhà vào chùa cạo đầu đắp y, cái chuyện đi tu mà khả năng sống trong rừng đó, thật ra nó chỉ là chuyện nhỏ thôi so với cái chuyện mà chúng ta có thể phân biệt được cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là tốt xấu ở trong chính tâm của mình. Và điều này nó cần chúng ta có một cái sự tu tập, và có một cái sự từng trải, và đồng thời nếu mà chúng ta cái túc duyên tu tập trong quá khứ thì chúng ta mới hiểu được. Thứ gì quý vị thấy không phải là đơn giản để các đệ tử của Đức Phật, mà Đức Phật dạy một điều là, như Đức Phật dạy một câu ngắn là cho ông Bây Giá là khi thấy biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, khi tưởng tri chỉ biết là tưởng tri chẳng hạn. Chúng ta nghe nói như vậy thì chúng ta nghĩ rằng ồ, mới nghe câu đó đắc A-la-hán dễ quá, nhưng mà kỳ thật không phải. Đối với Ngài Bây Giá đó thì câu đó là một những cái chìa khóa mở ra cả một cái chân trời. Và khi cánh cửa mở ra đó thì Ngài bừng sáng. Bởi vì khi mà chúng ta đọc các câu chuyện thiền, nhất là chúng tôi thưa là người Việt Nam đọc những câu chuyện của người Trung Hoa đó, mà chúng ta hay gọi là ngộ đạo. Dạ, rồi nghe cái đó ngộ đạo đó thì mình nghe chuyện đó gần như là mình để ý là ồ, chắc pháp thiền nó có cái gì vậy lắm, nhưng mà không phải như vậy. Có một lần chúng tôi đọc một quyển sách của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, rồi thì Nhất Hạnh Hòa Thượng viết cái quyển gọi là Tương Lai Thiền Học Việt Nam. Thì ở trong quyển sách Tương Lai Thiền Học Việt Nam, Hòa Thượng có nói đến là nó có những cái tập sách về những cái công án. Dạ, ví dụ quý vị nào mà đã đọc Thập Sa Tập, hay là học về Bích Giam Lục, hay là Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất rồi đó, thì chúng ta nghe ghi lại rất là nhiều cái công án, thì mình hiểu rằng mình cứ nghĩ rằng cái công án là một cái đề tài đưa ra, và Hòa Thượng Nhất Hạnh Hòa Thượng nói rằng ngày xưa đó người ta còn có một quyển sách khác đó, gọi là những cái câu đáp cho những cái khẩu quyết. Dạ, khi vị thiền sư nói như vậy mình trả lời thế nào mà mình được xác chứng là mình ngộ đạo. Mình nghe cái chuyện đó đó thì Hòa Thượng Nhất Hạnh nói rằng cái chuyện đó thật sự nó là chuyện học giống như học bài tủ thôi, giống mình gọi là học đạo á, chứ nó phải là một cái khả năng mà lãnh hội thực sự. Cái khả năng lãnh hội thực sự mà tỉnh táo là ngay trong cái đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Dạ, đời sống hàng ngày mỗi chúng ta, một vị mà trong cái đi đứng, trong cái hơi thở, trong cái ngay cả Ngài Chanh Cha Ngài nói rằng một cái người mà chưa có cái kinh nghiệm tu tập đó, thì họ ngồi thiền không định tâm, họ bực bội. Họ ngồi thiền bị mỏi mệt, họ bực bội.
họ ngồi thiền mà không tập trung, họ mệt bực bội. Nhưng mà nếu họ đi một bước thứ hai thì họ nói rằng, thì vị sẽ thấy rằng cái sự uể oải đó, cái sự thiếu tập trung đó, cái sự giả như buồn ngủ đó, tất cả đều là đối tượng của chánh niệm giải thích ra được. Nó hiện ra cỡ nào, nó ba đầu sáu tay, nó là ma, là quỷ, là Phật, là tiên, như gì thì hiện ra thì chúng ta cũng nhận diện được, à, đây là hôn trầm thủy miên, và đây là tinh tấn, đây là tâm định, và khi nào nó sanh, khi nào nó diệt, khi nào đến, khi biết đi, biết rõ, tất cả đều là cái đối tượng của tu tập hết. Thì cái chuyện này thật ra nó không có đơn giản đâu. Nói như vậy thì, nói về chuyện thực ra nó không có đơn giản. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc một điều rằng trong cái phần tương tập đó, nó lại là một lần mà cho chúng ta học về hai cái tương quan giữa hai thứ. Đó là cái bản thể của Pháp và cái hiện tượng ở bên ngoài. Cái ngôn ngữ của người Việt Nam thường nói là bản chất của hiện tượng đó. Và nhiều khi người Việt Nam, nhất là trong chế độ cộng sản đó, thì họ nói là cái bản chất của hiện tượng nó giống như là một cái cách nhận thức, và đôi khi nó có cái biện minh về thật. Nhưng mà đối với người Phật tử, bản chất về hiện tượng đó, thì được hiểu như là một cái gì đó nó phô diễn ra, nó nổi ra bên ngoài, và một cái gì đó là bản chất ở bên trong. Và khi mà chúng ta nói bản chất ở đây là chúng ta nói đến chi pháp. Quý vị một lần nữa quý vị sẽ thấy rằng 14 cái chi pháp bất thiện, tức là 4 cái si phần là si vô tàm, vô úy, vô nhật, rồi 3 cái tham phần là tham, tà kiến, ngã mạn, rồi 4 cái sân phần, sân tật, lưỡng hối, rồi 2 cái hôn phần là hôn trầm, thủy miên và hoài nghi đó. 14 cái bất thiện pháp này nó sẽ đóng rất nhiều vai, nó làm rất là nhiều cái, nó mang rất là nhiều cái ảnh hưởng, nó mang rất là nhiều cái hình thái mà chúng ta không có biết được. Thí dụ như chúng ta nói về cái thuộc tánh tham hay là tâm sở tham á, thì chúng ta đơn giản như vậy, nhưng mà tham ở trong dục một lưu, ở trong hữu một lưu là chuyện khác, mà tham ở trong tham ở trong tham dục cái là khác, mà ở trong tham tùy viên nó là một điều hiểu khác, mặc dù nó cùng một cái thuộc tánh, cùng một cái tâm sở. Thành ra cái bản chất thì nó có thể là một là tâm sở tham, nhưng mà cái hiện tượng mà chúng ta nói tại đây là chúng ta nói về tiền miên, chúng ta nói về pháp cái, chúng ta nói về bộc lưu, chúng ta nói về kiếp phược, thì nên được hiểu khác. Và chúng tôi sợ nhất là những người học mà chỉ học cho có mà không có chịu lưu tâm là tại sao nó lại khác biệt. Ví dụ như khi quý vị học, quý vị phải hỏi, phải tự hỏi tại sao mà hai pháp là trạo hối, trạo cử về giai đoạn, một bên đó là si phần, và bên là si phần, một bên là sân phần, mà nó là ghép chung ở trong một pháp, mà trong khi những pháp khác thì nó đơn lẻ. Chúng ta phải hỏi, và cái hỏi đó nó phải được trả lời, và nếu câu trả lời nó không thông, chúng ta phải hỏi nữa. Thì ngài Tịnh Sử ngày xưa, ngài cũng hay thường nói một điều rằng cái người mà học thắng pháp mà không biết hỏi, không biết nêu lên những thắc mắc, và đặc biệt là nghe, chỉ có nghe xong thì thôi đó, thì người đó học hoài không thấy đâu hết. Người học thắng pháp là người phải biết đặt vấn đề, đặt câu hỏi là tại sao nó như thế này, không tại sao nó thế kia. Và nhiều khi chúng tôi thưa quý vị là có những người học thắng pháp rất là giỏi, nhưng cái tính họ rất là khó chịu, là cái gì cũng thắc mắc, và cái gì cũng thắc mắc, nhưng mà không thắc mắc thì thật ra đôi khi chúng ta không có thấy ra những cái chuyện mà cần phải thấy, nghe những chuyện cần phải nghe. Khi mà quý vị học trong kinh tạng, quý vị có nghe một vị giảng sư giảng giống như là quý vị nghe một cái bản nhạc ru êm, và trong sự ru êm đó quý vị cảm thấy cái gì mình vui, cái gì mình thích nghe được. Như thắng pháp chịu khó học, học một cách nghiêm túc, giống như là một cái người lính ra trận mà phải sử dụng một cái vũ khí tinh vi, mà cái vũ khí đó mình phải biết cách sử dụng, biết cách sử dụng đầy đủ đó, thì mình tại sao có cái nút này, tại sao có cái dây kia, và tại sao người ta làm cái chỗ cầm nọ đó, thì mình hiểu như vậy mình mới xài được cái vũ khí, chứ không có ai mà hiểu sơ sơ được. Thành ra học thắng pháp đừng bao giờ học như là chúng ta đọc một bài thơ, và chúng ta phải biết nêu câu hỏi,
Và những câu hỏi này nó sẽ lợi lạc cho tất cả quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài học ngày hôm nay sau lời của Thượng Tọa Tệ Siêu. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt của Trung Phật Pháp Phú Trà Đam Ma. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn học về phản ứng Pali, và chúng tôi là người phụ trách. Và thưa quý vị, hôm nay ở tại Hoa Kỳ là ngày Thanksgiving, lễ tạ ơn. Chúng tôi xin chúc tất cả quý Phật tử nào đang ở tại Mỹ một cái ngày lễ tạ ơn ấm áp bên những người thân của mình, và luôn luôn chúng ta có sự cẩn trọng ở trong mùa đại dịch Covid. Đại dịch Covid vẫn còn, và thậm chí chúng ta chích ngừa rồi thì nó cũng không có nghĩa là chúng ta được bảo đảm 100%. Bớt đi những tụ họp càng nhiều càng tốt, và đồng thời chúng ta có cái sự cẩn trọng chỉ sinh hoạt riêng lẻ với một số người nào đó, càng ít thì nó càng giảm bớt đi cái khả năng lây nhiễm. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa tử linh thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa Nhật Đản đã đúc kết cho bài học chương trình ngày hôm nay. Xin Phật đại chúng trong rung, chúng con đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa phi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc điểm trợ cho không phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhắc thăm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Yang kim chi phu sa ka mang ka pa pa ge ri ya ma ma ka ye na va cha ma na sa di da se su ka tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ka tang bu nya pa lang ma ya sa pe pa ki pa wan tu te ye tang ka tang su ri tang ge nang bu Punya parang maya ye jata thana chanan ti deva dan toa hiwe kayum sa pe lo kam ye sa ta chi wan ta harane tu kama dunya po jana sa pe la pan to mama ye sa pa ti. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió bao tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa ta ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa Sapadevata sapasangha rupavena sote hondu niron Tarang miền công đức đã làm kiến chiến lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng miền thành chân giác. Thank you.
Thank you.